Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Xem chỉ tay của chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu về những cái dấu hiệu chỉ tay mà cho thấy bạn là người cực kỳ thông minh. Từ nhiều đời nay thì ông cha ta đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu trong nghiên cứu vận mệnh của con người. Trong số đó, thuật xem chỉ tay là một trong những cái bộ môn phát triển nhất, kích thích càng nhiều sự tìm tòi về ý nghĩa sâu sắc trong từng đường nét trong bàn tay. Sau đây là một số cái dấu hiệu nổi bật cho thấy là tính cách thông minh xuất chúng trong con người bạn thể hiện hiện qua tướng tay và các cái đường chỉ tay của bạn. Dấu hiệu đầu tiên, chúng ta có thể thấy được là nhiều đường nhánh nhỏ từ đường đời đâm thẳng lên, nhiều đường nhánh nhỏ. Cái đường này nó là cái đường mà cũng có video tôi đã chia sẻ là nó là cái đường may mắn. Là cái đường may mắn. Đây tôi có thể vẽ ra như thế này. Nhiều đường nhánh nhỏ từ đường đường đời đâm thẳng lên. Đó, nó có thể là đâm từ dưới này đâm đâm thẳng lên. Đó, đây là đường đời hay là đường sinh đạo của chúng ta. Đó, đây là một trong những cái đường của những cái người mà rất là thông minh. Và đi cạnh những cái sự thông minh đó thì họ là cái con người rất là cần cù lao động, say mê sáng tạo để đi tới được cái những cái thành công. Đường này nếu hướng tới ngón giữa thì người sẽ xem tay do cố gắng và giá trị cá nhân đạt được nguyện vọng về nghề nghiệp. Hướng về ngón đeo nhẫn thì hành động quyết định tới thắng lợi, địa vị xã hội, nghệ thuật đáng kể, thỏa mãn ước vọng. Nếu mà hướng về ngón út thì hành động chủ động mà tới thắng lợi về khoa học, tài chính, buôn bán, chính trị và tư pháp. Có nhiều đường vươn lên chứng tỏ con người thông minh, có nhiều cố gắng bản thân, lao động nghiêm túc mà để đạt kết quả cao. Đó, thì đó là cái dấu hiệu về các cái đường vươn lên. Tiếp theo là có cái vòng kim tinh rõ. Cái vòng kim tinh là cái vòng như thế nào? Vòng kim tinh là chúng ta có thể là từ ở giữa ngón út và ngón đeo nhẫn này kéo sang đây. Đây là cái vòng kim tinh. Đó. Vòng kim tinh có hình bán nguyệt gần như hình vòng cung, hẹp hoặc mở rộng ra, xuất phát từ chân ngón trỏ tới ngón giữa và hết hết ở cái ngón đeo nhẫn hoặc ngón út, đóng lại ở như một cái hòn đảo, gồm vòng dưới, ngón giữa và ngón đeo nhẫn. Nghĩa là từ sự khôn ngoan tới lý tưởng, người có vòng kim tinh thường ưa khoái cảm, thích màu sắc rực rỡ, ưa sưu tầm những cái gì cao cả, xa vời và có óc tưởng tượng rất là phong phú mãnh liệt. Người có nhiều đặc tài nổi tiếng thường có vòng kim tinh rõ ràng như thế này. Đó. Tiếp theo thứ ba là đường thẳng từ đường đời lên gò mộc tinh. Đây ạ. Đây là cái gò mộc tinh của chúng ta. Như tôi đã chia sẻ rất nhiều cái video rồi thì ở dưới đường đời này mà có cái đường thẳng lên cái gò mộc tinh như thế này thì đây cũng là một cái người rất là thông minh. Đây đường này còn gọi là đường nổi tiếng, đường thẳng nối từ đường đời lên gò mộc tinh. Đường này nếu sáng đều đẹp cho thấy con người có nhiều tham vọng, có thể hoàn thành ước vọng cá nhân dẫn tới những cái địa vị xã hội và vật chất rất là tốt. Nó có thể thể hiện tính bản tính thông minh, trời phú, nhanh nhẹn trong nhiều hoàn cảnh. Đó. Tiếp theo là các đốt hai của ngón tay đều dài. Các đốt hai của ngón tay đều dài. Đốt hai là ở đâu? Đốt thứ nhất đây, đốt thứ hai, đốt ở giữa chúng ta nó đều dài thì nó thể hiện người này cũng rất là thông minh, nhanh nhẹn. Đó. Thì mọi người có thể là để ý cái đốt ngón tay của chúng ta là có đốt ở đây này, đây này. Thì cái đốt ở giữa này, đốt ở giữa mà nó dài hơn so với hai cái đốt còn lại như thế này. Đó thì mọi người có thể thấy là người này cũng rất là thông minh. Đó. Tiếp theo nữa là ngón cái dài, một đốt một và đốt hai ngón cái dài bằng nhau, nghĩa là ngón cái là ngón này, đốt một và đốt hai ngón cái đều dài bằng nhau thì người này cũng sẽ là một cái người cũng khá là thông minh và về cái kể cả thể chất của họ cũng rất tốt,
và lý lẽ và tình cảm của họ cũng rất là rõ ràng đó. Tiếp theo là đường Thái Dương đẹp. Đường Thái Dương là đường nào? Đường Thái Dương là đây là cái gò Thái Dương của chúng ta, đây là cái gò Thái Dương của chúng ta, và đường Thái Dương đẹp là cái đường mà kéo từ gò Thái Dương này đi xuống xuống lòng bàn tay chúng ta này, và cái đường này nó phải là rõ ràng, đậm nét, và có sắc nhuận hồng, và không có đường cắt gò, không có gò đảo, thì nó là cái đường đẹp. Thì cái người này cũng là một cái người rất là thông minh, hoặc là cái đường sự nghiệp của chúng ta mà từ từ ngón giữa của chúng ta này mà kéo thẳng xuống, và nó cũng là dài thẳng đậm, và nó không có cắt, không có gò đảo, và cái đường nó là thẳng đậm, chứ nó không phải là cái đường các cái đường gạch gạch để kéo dài thành một cái đường 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 sự nghiệp thẳng, thì nó mới là tốt. Nó phải là một đường đi một mạch và có sắc nhuận hồng thì nó mới là đường tốt. Và đây cũng là một con người cũng rất là thông minh và rất là giỏi giang, và có thể là có cái sự nghiệp cũng rất là hanh thông đó. Tiếp theo là đầu ngón giữa đổ về cái ngón đeo nhẫn của chúng ta. Đây là cái ngón ngón này là ngón đeo nhẫn của chúng ta, và cái đầu của ngón tay này, cái đầu ngón tay này nó dài vươn, và nó hơi đổ về bên này một chút, hơi đổ về bên này một chút, thì người này cũng là người có cái đầu óc cũng rất là tốt, và vận mệnh của họ thì cũng cũng có những cái điều rất là hanh thông, rất là sáng đó. Và đây cũng là một cái đặc điểm rất là thú vị để cho các bạn có thể tham khảo. Tiếp tiếp theo là đường trực giác tốt. Đường trực giác tốt là đường nào? Đường trực giác hay còn gọi là cái đường đường sức khỏe. Có những video cũng đây, cái đường mà nó chặn chặn giữa ba cái đường tâm đạo, trí đạo và sinh đạo của chúng ta, nó chặn ngang như thế này. Nó chặn ngang như này. Đây là cái đường đường trực giác hay là cái đường sức khỏe, và có những cái video họ cũng nói đây là cái đường gọi là đường giống như là cái rào chắn để cho cái tài lộc của chúng ta nó không bị trôi đi đó. Thì người mà có cái đường này thì cũng là người mà có cái hậu vận rất là tốt, và họ thì sẽ có một cái hậu vận tầm khoảng 35-40 trở đi. Trước đó thì có thể vất vả, nhưng mà sau sau cái khoảng 35 đến thường ngoài 40 thì cái hậu vận của họ sẽ rất tốt, và họ sẽ có tiền tài của cải để lại cho bản thân mình về già và để lại cho con cháu đó. Thì mọi người có thể lưu ý cái đường này đó. Và chúng ta cũng không thể không nói đến là đường đường tâm đạo mà cách xa các cái chân ngón tay, thì cũng là một cái đặc điểm. Đây, cái đường này là cái đường tâm đạo của chúng ta. Đây là cái đường tâm đạo mà nó cách xa các cái ngón tay này, cái chân các cái ngón tay này, mà nó vòng hẳn xuống dưới, rồi nó mới vòng lên. Đấy, nó có thể là vòng hẳn xuống dưới này, rồi nó mới vòng lên trên. Thì người mà có cái đường tâm đạo này cách xa các cái chân các ngón tay, thì người này cũng là một người họ cũng rất là thông minh, tình cảm rất là tốt, rộng lượng và thương người, sinh lý lành mạnh, và họ là người thông minh đó. Tiếp theo nữa là có gò hỏa tinh nổi. Gò hỏa tinh ở đây, hỏa tinh, để tôi vẽ một cái đây, khu vực của cái gò hỏa tinh ở đây, và cái gò hỏa tinh này mà nó nổi cao thì tượng trưng cho cái sự dũng cảm, ý chí mãnh liệt, và dám đương đầu với những cái cam go, những cái thử thách ở trong cái cuộc sống. Và ngoài ra thì tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm có một cái đường mà được cho là một cái đặc điểm mà người thường là người thông minh mới có, đó là có một cái chữ X ở lòng bàn tay, chữ X ở giữa lòng bàn tay, giữa đường tâm đạo và đường trí đạo. Đây, cái đường này là cái đường trí đạo này, tôi vẽ đậm nó lên cho mọi người có thể nhìn thấy. Cái đường này là cái đường trí đạo mọi người nhá. Đấy, trí đạo. Và cái đường tâm đạo đây. Đường tâm đạo đây. Ở giữa hai cái đường này nó có dấu X ở khu vực này. Đây, tôi đánh đậm lên cho mọi người. Thì người này cũng là người cực kỳ thông minh. Họ có thể sau này sẽ có một cái sự nghiệp tốt, sáng lạng.
nếu kết hợp với một vài đường chỉ tay khác nữa nếu mà họ có. Và thường nếu mà trong những rất nhiều video khác đã nói là cái đường này, có một cái đường này thì sự nghiệp tốt phát triển, rồi là họ có rất nhiều cái điểm sáng trong cái cuộc đời, họ là người rất là may mắn. Nhưng cái gốc của vấn đề đấy là họ là người rất là thông minh. Họ là người rất là thông minh. Những người có cái chữ X ở trong lòng bàn tay này, họ là người rất là thông minh và rất là nhanh nhẹn, nhạy bén. Họ có một cái trí nhớ cũng rất tốt khi cần thiết, nghĩa là họ có một cái trí nhớ tốt khi mà họ tập trung để làm một cái vấn đề gì đó, thì những cái gì họ cần thu nạp vào đó họ, thì họ thường là sẽ là nhớ rất tốt và làm rất tốt đó. Thì đây cũng là một đặc điểm mọi người có thể lưu ý. Những người thông minh thường có những cái đặc điểm như tôi vừa nêu ở trên đó, và tôi chúc quý vị và các bạn là cũng có những cái đặc điểm này, và các bạn cũng là những cái người thông minh, đầu óc nhạy bén, để có thể là làm được nhiều việc, để mọi thứ nó sẽ như mình mong muốn đó. Và nếu như có thắc mắc gì đó hoặc là không hiểu về vấn đề gì thì mời các bạn có thể là comment xuống phía dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ giải đáp một phần nào những cái thắc mắc của quý vị và các bạn. Và nếu video này hay và thú vị với bạn thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi, để chúng tôi có động lực để ra thêm nhiều những cái video mới tiếp theo để phục vụ quý vị và các bạn. Và xin kính chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, cũng có nhiều thành công trong sự nghiệp và đường đời của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.